Đây các bạn nè, thấy không? Giờ mình thả lại nha, mình dính tới giờ mình thả lại đi chứ mình không bắt, câu chơi mà. Bây giờ mình dính được hai con rồi đó các bạn, mình dính được hai con rồi đó, mình quăng gần tới bờ nè, nó lại nó đá mồi cái, xong mình quăng tiếp hai ba đường là nó đớp. À, cá ở đây cũng như cái kiểu mà không ai câu á, nó dạng dữ lắm. Rồi mình đi về nha, đi về 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 qua. Dính nè các bạn, đó, dính 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 nè các bạn ơi, đó đó đó. Dính nè các bạn ơi, đó 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 đó, chém nha. Chém nha các bạn. Đây. Dồn xuống còn tiếp nha các bạn. Cá nhỏ quá. Cá nhỏ quá các bạn ơi. Nên mình bắt luôn, bắt cho ông anh. Mình bắt cho ông anh nha. Chứ mình không có ăn uống gì cá này nha các bạn. Bắt thở lại cái ao nha, chứ mình không có ấy. Bởi vậy các bạn vô coi, các bạn đừng có nói với mình tại sao cá nhỏ mình bắt. Con mồi này nè các bạn, con mồi mềm của mình á, con mồi màu xanh nè, màu xanh màu đỏ nè. Con mồi này mình nói nha, mình kéo nha, cá nóc mà đến nỗi mà cá nóc nó còn dí theo á. Ủa ngoài kia không, nó ụt cá bự không, mình không biết cá gì á, mình ụt quá trời ụt luôn các bạn. Ngon ghê ta, anh công nhận. Cái kiểu này á, cái ao này á, mình mới gặp cái ông kia mình hỏi, thì cái ông đó cũng như là cái chủ của cái ao này luôn nè. Người ta coi quản lý ở đây nè, đúng không? Người ta nói là ở đây là có nghĩa là cũng như là chúng thả tôm á các bạn, mà người ta thả cá chẽm, xong rồi ở đây nó cạn quá đi, nuôi nó không lớn, bởi vậy giờ người ta mới ấy ra, người ta cho mình câu để người ta thả tôm, người ta thả cho câu cá chẽm hết á các bạn, giờ người ta thả tôm xuống người ta nuôi, bởi vậy mình mới câu mới nhiều vậy á. Con cá này nó nhạy ghê, cá giả của mình nè, nó nhạy lắm các bạn. Kéo mà đến nỗi mà cái nóc nó còn dí mà. Bây giờ mình dính ba con rồi đó, mà tự nhiên mình quên bật máy quay nên quay không được, mình thả hai con, mình còn ghim con rồi, mình buộc lại con rồi. Mình ra mình dính con thứ ba á, giờ mình gặp người ta đi vô á, người ta giờ mình hỏi người ta thì người ta nói là người ta cho câu á, cứ câu đại đi. Ôi mình tưởng đâu nó cạn, ai ngờ ở ngoài sâu á các bạn, ở ngoài sâu thẳm ở ngoài à, cá quá trời cá luôn. Dính gì rồi, dính gì ta? À, dông, ở ngoài là dông nha các bạn, ở ngoài tuy là nó sâu thiệt nhưng mà dông không à nè, dông quá trời dông luôn. Ngon ngon ngon, có cái ao này câu bá cháy bù chát luôn. Cái chuyện nhỏ 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 nhiều lắm,
Ôi cái cây nếu tí nữa dính cây rồi. Mình không biết có ngoài cá chẽm ra còn cái gì không thì mình không biết. Mình không biết có cái gì không nha các bạn. Để mình câu thử thôi. Coi có cái gì nữa không. Chứ trước mắt thì thấy dính là ba cá chẽm rồi đó. Ba con đúng ba con luôn. Thì bạn cái này á, là mình không có. Cái này là của người ta nha, chứ không phải là của ai cho câu dịch vụ hay sao đâu nha. Các bạn nào muốn câu á, thì liên hệ mình dẫn đi câu chơi được. Dẫn đi câu kéo kéo đồ, dính kéo kéo rồi chơi được. Chứ mình không có chỉ ấy nha. Chứ mình không có chỉ cho các bạn mà đi vô đây câu mà trả tiền hay là cái này cái kia cái gì hết. Tại vì ở đây người ta không có câu dịch vụ. Không các bạn ha. Cao chà bá luôn, câu lùa mỗi tay luôn. Mình không dám kéo chậm, tại vì kéo chậm á, sợ rong á các bạn. Rong ở dưới nhiều lắm. Nãy mình kéo thử vài đường chậm á, bị dính rong á, các bạn thấy không? Má nãy dính ba con ngon ghê, tốc độ luôn. Ba con có chưa được chục đường nữa là ba con rồi. Ở dưới rong không à. Rong quá rong đi. Dông mà các bạn, dông mà dính lên đầu con cá luôn. Hình như khúc này là không nghe cái ống cống hay gì á. Hình như không có cá. Đâu để mình lại cái ống cống rồi. Dính rồi các bạn, dính 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 đó đó các bạn thấy không đó, dính rồi đó đó. Nhảy xanh tô gì được, xanh tô cá nhỏ nhỏ không, xanh tô gì tới đâu là mình xốc lên tới đó, lấy gì xanh tô rồi. Ok ơi, dầu dơ cái nón luôn à. Dơ hầy cái nón luôn rồi. Ơi. Rồi, một lại. Ôi nó tung. Hồi nãy giờ đứng ở trong, hồi giờ đứng ở trong kia các bạn, nó cái kiểu mà đứng trong kia nó không ăn, mà vừa bơi ra đây là nó ăn liền luôn, hình như là nó tụ ở đây hay gì á. Rồi dính nữa à các bạn, dính đó không, các bạn thấy không? Ôi, cái gì vậy? Ôi, cá bự không? Mà cái gì ghê vậy mày?
Trời ơi, con cá chảy mới chút xíu. À, lên nữa các bạn ơi, lên hàng nữa nha. Cầu đúng đã luôn. Rồi, bắt về tiếp, mới bước xuống giờ bước, giờ bước xuống tiếp nha. Ba con rồi, hồi nãy thả hai con rồi các bạn, giờ còn ba con à, thôi kệ, nhiều được nhiều. Các bạn câu thấy mình câu về các bạn cũng đủ biết rồi phải không, mình không có nói dốc nha, mình không có nói dốc nó sợ gì ở đây á. Nè đớp nữa nè, hình như nó tụ ở đâu, nó tụ một chỗ hay gì á. Rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Thử lại nha. Để mình thử lại. Đó, dính nữa các bạn ơi. Cái nhỏ rồi, cái tí xíu à, cái bé hay gì á. Rồi chạy à, ủi cháp hay gì ta. À, chẽm. Chẽm nha. Chẽm nha các bạn, chẽm tí xíu à. Dạng cá em bé. Rồi. Bắt luôn. Bắt hết á. Mấy con cá nhỏ này phải kỹ, chứ không nó chết uổng lắm. Rồi. Ok. Các bạn thấy không? Con mồi mình có chút xíu à. Mà con cá chẽm, ấy con mồi chà bá luôn, mà con cá chẽm có chút xíu à. Mà nó cũng đớp nữa. Rồi đi, bữa nay quên đem nước luôn. Quên đem nước không biết sao nói chuyện với các bạn nhiều được. Cái này là các bạn nào mà mới mốt quá mà cũng muốn đi cầu quá thì mình dẫn đi nha, rồi mình dẫn đi câu chơi nha, câu kéo dính thả lại hay là gì đó, chứ không có được bắt mình về nha. Một là dính là thả lại trả cho chủ đồng, chủ ao này, còn hai á là các bạn dính thả lại xuống ao, chứ không các bạn không được mang về nha. Câu dính là kéo cảm giác thôi, chứ không phải là dính cá để mang về này kia nha các bạn ha. Chó sủa. Vô tình phát hiện thôi. Mình đi á, ngoài đường á, cái mình vô tình phát hiện.
con mồi giả nó nhạy quá đi. Còn con mồi kia của mình chưa lấy ra nữa mà đứt cái đuôi mẹ. Đứt cái đuôi rồi sao cậu? Con mồi mềm á, nó được cái lợi thế của nó là nó nhờ cái đuôi của nó à. Cái đuôi nó lắc qua lắc lại á, nó thu hút con cá hơn. Mà mất cái đuôi rồi thì con mồi mềm đâu còn tác dụng gì nữa đâu. Các bạn kéo cũng không có tạo ra cái gì vậy. Kéo cũng không được nữa, nó cứ lạc lạng cà lạng cà lạng cà lạng. Dễ sùng lắm. Trời ơi, cá nó táo trong kia quá trời luôn các bạn. Chứ cá nhỏ này á, mình đáng lẽ là mình dính nhiều mình thả lại hết luôn á, chứ mình không bao giờ bắt mấy con cá nhỏ á. Mà tại vì á, chủ đồng người ta nói chủ ao rồi nè, người ta nói á, câu đi cho câu á, câu cho người ta để người ta thả tôm mà các bạn hiểu không. À, đá mồi à, đá mồi à, có đá mồi à, các bạn ơi. Cái lúc đầu á, mới dục xuống á, cũng như cá mà nó thấy cá nó thấy cái gì mà nó dí, nó làm thì ghê lắm. Đá nó lại đá nó suốt má, nó đá màu như đá banh vậy, đá bụp bụp. Cá nhỏ nhỏ nó táp á, nó táp, bởi vậy mình đi mình vô tình mình thấy thôi, vô tình mình phát hiện được thôi. Nè đá nữa à, đó đó, dí đá chắc cá nhỏ rồi. Đá mà nó không đớp, đá hai lần mà nó không đớp mà chắc là nhỏ rồi. Quăng đi, quăng đi, quăng đi, quăng. Đó, trời ơi. Dính rồi các bạn. Rồi sảy rồi. Đó, dính, 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 dính. Trời ơi, cá kìa. Má ăn cá đúng lầy luôn á. Rồi, bay mồi. Tên tô bay rồi các bạn ơi. Sảy rồi. Cá sảy rồi đó. Ăn cá đúng dạng luôn á các bạn. Lại đá mồi bù bụp bù bụp. Xong rồi mình kéo mình tưởng đâu là không dính. Trời ơi, cá kéo thì ghê vậy. Dính không? Dính luôn hả? Dính luôn rồi các bạn ơi. Đây, dính nè. Ôi, cá đây nó quậy quá quậy. Bạo lực quá. Cá bạo lực quá các bạn. Mình câu không bạo lực mà nó câu nó làm mình bạo lực không. Cá ghê quá. Gió các bạn thông cảm nha. Mình đứng đây gió quá, gió đi. Thôi không có rồi, câu hiu lắm. Dính đây nè các bạn. Dính đây nè. Dính đây các bạn ơi. Trời ơi sảy rồi. Ôi. Nó sảy rồi các bạn ơi. Hay thiệt. À. Vừa băng xuống luôn á. Chưa kịp bỏ máy quay nữa là dính rồi đó.
ở dưới là mình phải kiềm lại. Cá trẻ chắc cá nhỏ à chứ không có lớn. Gì vậy? Trời ơi, dưỡng dông. Cái cục dông và thấy khủng khiếp không? Vô. Dớt xuống. Đớp. Đớp. Mấy chỗ vậy câu cá nhồng ngon nè các bạn. Mà không có cá nhồng. Cá nhồng giờ ở đây hiếm quá. Có cái đầm của anh được á. Cái đầm đó có cá nhồng đó nha. Các bạn nào coi kênh của mình thì các bạn biết. Đồng anh được cá nhồng dữ lắm. Những dòng nữa rồi. Dòng quá. Dòng quá dòng đi. Đây là các bạn, đây là mấy con cá mình mới dính nè, 5 con mà sẽ thả 2 con đầu rồi, bây giờ lấy có 5 con này à, con bự nhất, còn con nhỏ nhất nè.